Đám cháy được phát hiện lúc hơn 9 giờ, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bén vào quần áo đang phơi trước cửa nhà gây cháy lớn, tỏa khói dày đặc. Lúc này có một cháu bé 10 tuổi mắc kẹt bên trong, căn phòng lại khóa cửa. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương huy động 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Các chiến sĩ nhanh chóng phá cửa giải cứu cháu bé. Do ngõ nhỏ nên xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường, lực lượng này phải đưa lăng vòi qua đoạn đường dài gần 1 km mới có thể phun nước dập tắt đám cháy. Sau khoảng 30 phút, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Nhiều đồ đạc trong căn phòng bị thiêu rụi hoàn toàn.